Con muốn lên sân khấu với chị Linh không? Thật ra thì ngày hôm nay đúng là tới chơi với mọi người và Linh. Nhưng mà tâm trạng lúc đầu thì cũng vui lắm. Nhưng mà hôm qua đi ra thì bạn lái xe từ dưới Sài Gòn lên đây vì bạn mình và đỡ lòng nào đánh bài ăn bạn 150 ngàn. Hôm qua có ba loại thông, chặt một con heo không chặt. Chờ con heo đỏ ra chặt. Không thần tượng gì đâu, mọi người đừng có tin nha. Kỳ quá à. Bây giờ trả cá xê đi thì hát không thôi. Hát chung với Linh nha. Tại vì lâu rồi mình chỉ quen lên sân khấu, mình một là biết nhạc, còn hai là lên sân khấu mình cặc khịa mọi người thôi. Chứ mình không có nhớ lời đâu. Tình bạn của Linh và Thuận cũng phải hơn 10 năm rồi đó quý vị. Bạn ấy nhắn tin cho nên bạn ấy nói là mình rất thích Linh hát bài Rồi Từ Đây. Bây giờ mình khai thiệt luôn rồi đó, hồi xưa là tại vì mình thích Diễm Nguyên đó mọi người ơi. Mình nhắn vậy để mình tiếp cận Diễm Nguyên đó. Lúc mà tiếp cận được xong ta đi Úc luôn rồi. Nếu mà Thuận ngại, Thuận không hát thì xin mọi người cho Thuận một tràng pháo tay đi ạ. Cho sự có mặt của bạn ấy ngày hôm nay.